che đó rồi là không có to được cái lưng, không có gập nữa. Nhưng mà dây đó thì anh làm cho anh khó chịu không anh Lâm? Không, không có chịu. Thường đó, bình thường. Có hồi lúc đầu nó chưa quen da đó thì nó mỗi ngày thì anh ăn uống đều do cô đúc. Cô đúc chứ nó không có múc được. Dạ. Cô chăm sóc hết. Ồ, cô như là người mẹ của mình luôn rồi. Mười mấy năm nay mà cô chính một mình như một tầng đảo. Mới về á. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Vĩnh Long, thuộc tỉnh Vĩnh Long đó cô bác quý anh chị. Và với một cái quãng đường ra khá là xa xôi và vất vả thì Bùi Hồ cũng cố gắng tìm đến đây để quay cho cô bác quý anh chị xem về một hoàn cảnh của anh này sau khi mà bị tai nạn giao thông ập đến thì anh bị liệt tứ chi và cái cuộc đời của anh phải gắn bó với một cái chiếc giường sắt. Và trên cái chiếc giường này khá là đặc biệt khi mà anh phải tự vận động như thế nào. Và mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ để xem về cái hoàn cảnh của anh và hiện nay anh sinh sống như thế nào nghe cô bác quý anh chị. Thì mình được biết rằng là anh này thì anh đã bị tai nạn cách đây khoảng hơn 10 năm rồi. Và việc mà tai nạn nằm tại chỗ như thế thì vận động của anh như thế nào? Mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ vô nhà của anh nha. Và đây là ngôi nhà của anh này. Oh. Ô anh ngủ hả? À, chào anh Lâm. Anh ngủ hả anh? Có ngủ. Dạ. Mới thao hết ra để kính mặt qua. Tập xong. Mới tập xong hả? Dạ. Cô bác của anh chị thấy không? Trước khi mà tìm hiểu về cái tai nạn khi ập đến anh Lâm á, thì mình điều đầu tiên là mình thấy một cái những cái sợi dây gồng gọc chằng chịt như một cái mạng nhện như thế này nè. Anh Lâm ơi, thì anh ở đây với lại cô hả? Dạ, ở đây cô Chính. Cô Chính, dạ. Dạ. Anh Lâm năm nay bao nhiêu rồi? 39 tuổi, tại quân quốc tuổi ta. Ờ. Đầu năm nó lỗ 2 tuổi chứ không phải là không có lỗ nữa nha. Lỗ 2 tuổi hả? Ừ. Ờ, cô bác. Thì tụi mình cộng thêm tuổi thôi. Dạ. Tai của anh nè. Ở đâu vậy? Em ở Đồng Tháp luôn á anh Lâm. Ừ. Anh bị tứ chi đều vận động hết được anh Lâm? Không, chỉ mới đây thì dễ dãi lên đường vậy thôi. Dạ. Ở ngoài thì nó lắc lắc thì nó bán lên thì quơ được chứ còn nó chưa có gì cái chuyển nhiều. Nói chung là tập thời đó giờ luôn đó. Anh Lâm là bị tai nạn năm nay là bao nhiêu năm rồi? Hơn 13 năm, 8 tháng, 7 tháng 3 2008. Là hơn 13 năm, năm nay thì 39 thì năm 20 mấy tuổi là anh đã bị hả? Dạ, mấy tuổi. Ừ. Thì anh có thể nói sơ cái tai nạn của mình không, cho mọi người hiểu, cho em hiểu được không? Thì cũng như mình đi làm thôi, đi làm rồi cũng như đi gần tới trang trại của công ty đó rồi tấp vô lề đó rồi xe tải chạy nhanh quá né xe kia gì đó rồi đâm vô. Lúc đó anh đi làm cho công ty hả? À, là người đi bộ chứ không phải là xe nha. Ừ. Mình lên đó rồi mà trời ơi. Cũng bị cái chuyện đó cũng thường thôi. Lại rồi đó mà xe nó là ta lái. Ôi ơi. Lại. Dạ bà Chính ngồi đi, qua đây ngồi đi với anh Lâm. Dạ con ngồi cho. Ở đây vô nhà của anh thì khá là đặc biệt khi mà chúng ta sẽ thấy được gần á. Là một sợi dây ống nước truyền từ đằng kia qua bên đây cái giường của anh nè à. Và thứ hai là những cái sợi dây gồng gọc chằng chịt ở trên này nè cô bác quý anh chị. Thì trước tiên thì con sẽ tâm sự với anh Lâm về cái tai nạn lúc nãy đang dang dở đó. Thì lúc đó buổi chiều anh đi làm về hay sao anh Lâm? Là đi ở đây đi chảnh thôi. Dạ mới đi làm ha. Ở đây đi chảnh mà đã làm cho mấy tháng rồi. Dạ. Lúc đó anh làm nghề gì anh Lâm? Làm nghề bác sĩ thú y đó rồi đi vô trang trại vậy đó. Ừ. Thì mình cũng đang giai đoạn học việc thôi chứ không phải là chưa có coi trại gì được. Nói chung là đi vô chổng là cũng như phụ rồi này họ thôi, học việc thôi. Mới cũng mới tốt nghiệp thời gian thôi. Lúc đó là anh bao nhiêu tuổi anh? Thì bao nhiêu là 2008 thôi. 2008, 7 tháng 3, 2008 thôi. Dạ. Ừ. Lúc đó thì anh chưa có gia đình luôn. Hai mấy tuổi gì?
Anh Lâm là có bao nhiêu anh em? Một thôi, cha mẹ đi vậy. Ừ. Rồi sống với cha với cô nè. Thì cô với con của cô thì lo cho ăn học rồi hết luôn đó. Nói chung là vậy. Thì ba thì không được tỉnh táo cho lắm. Nói chung tinh thần đó. Tinh thần thì không được tỉnh táo cho lắm. Ba mẹ ly dị thì anh ở với ba hay ở với mẹ? Thì ở với ba đó. Nãy nói ba cô nuôi. Ở với cô đó. Dạ. Dạ ông thì cũng đi làm phụ trợ thêm cô chính rồi nọ vậy đó. Dạ. Chứ mình cô chính cũng đâu có lo nổi, ăn học rồi nọ. Cũng nặng nề lắm. Dạ, ồ, chia sẻ hoàn cảnh chỉ có gia đình chỉ có một người mà ba mẹ ba mẹ anh lại chia tay nữa. Yeah. Thì trong khi đó thì anh lại bị tai nạn như thế này nữa. Yeah. Thì anh bây giờ phải ở với người cô của mình. Yeah. Dạ, thì tiếp theo con mời cô Chính qua đây ngồi đi ha. Thôi, cô Chính, con mời cô Chính ngồi ở đây. Cô Chính năm nay là cô Chính bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay 78 tuổi rồi. 78, yeah. Cô Chính qua đây ngồi với anh đi. Yeah. Thì cô Chính có chồng con gì không cô Chính? Cô Chính có chồng, chồng cô Chính chết rồi. Rồi cô Chính có một người con ở riêng với chị Vinh, có gia đình rồi. Chồng chết lâu chưa cô? Dạ, chết lâu rồi. Chết năm 69. Ồ, và cô ở quá ủa từ đó giờ? À, rồi nuôi con ăn học, rồi bây giờ con có vợ với chị Vinh rồi. Rồi cô ở đây với ba của Lâm. Nhưng mà sau khi đó thì ba của Lâm là chia tay với mẹ Lâm, lúc đó Lâm mới 3 tuổi à. Rồi cô Chính nuôi Lâm ăn học thành tài. Lâm ra trường đi làm mới có được 4 tháng thì Lâm gặp tai nạn. Rồi cô nuôi nó từ đó giờ luôn. Lúc đó là anh Lâm học đại học luôn hả? Nó đậu đại học, nó ra trường đi làm à. Trời ơi, dạ. Học ở Cần Thơ hả anh Lâm? Vĩnh Long hả? Vĩnh Long, rồi với liên thông với thành phố á, Thủ Đức. Có nghĩa là tương lai đang mới vừa gọng mở. Mở thì cô cũng mừng. Rốt cuộc rồi làm mới có mấy tháng là gặp tai nạn mà thôi, là nó ở trên lề mà xe nó lật ra lái nó leo lên. Trời. Ở ngã ba Dầu Dây á, đường ra Long Khánh. Ồ, có nghĩa là nó tai nạn nó quá xui xẻo luôn. Là mình đậu xe trên lề chiếc xe tải nó leo lên. Leo lên. Nó ủi đứt cái xe thằng này chạy tới khoảng 3 mét. Tại vì con cô có đi ra hiện trường. Dạ lúc đó thì anh bất tỉnh hơn. Nó đập đầu xuống vậy nè. Thì cái đuôi của nó bảo hiểm nó gập bể đốt cổ thứ tư. Thì ra nó bị liệt luôn. Rồi về đây là tập vật lý trị liệu rồi dữ lắm. Bác sĩ chẩn đoán là anh Lâm bị chấn thương cổ, bể đốt cổ chứ. Dạ. Nó nặng tới giờ. Mỗi ngày thì anh ăn uống đều cô đút chứ nó không có mút được. Dạ. Cô chăm sóc hết. Ồ, cô như là người mẹ của mình luôn rồi. Mười mấy năm nay mà cô Chính một mình như một tầng đảo. Mới về á, nói chung là cô Chính cũng với anh nào đó cũng chạy rồi nọ thầy thuốc. Chạy thầy dữ lắm đó chứ, muốn chưa được bán nhà luôn. Cái sau này cũng được thì cũng hết tiền nổi rồi cái mới. Trên cô thiết kế này nè, mà cái này cũng là không nổi nữa rồi. Cái cơ mai cuối 2013 đó, rồi mấy nhà hảo tâm ta biết, ta mới tới cho. Giúp đỡ chút, mình để dần từ từ. Là anh tự thiết kế này hả anh Lâm? Đúng rồi. Trời. Rồi mới tập đó. Là làm cái sao để mà anh thiết kế được? Anh vẽ ra hả? Nó vẽ, nó chỉ. Mình làm từ từ, mình làm từ cái máy lên. Nó chỉ ba nó làm á. Thôi. Đây là tất cả được gọi là theo thiết kế gồng gọc. Và tất cả ở đây thì mình có thể đếm được là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cái gồng gọc nhỏ. Và ở đằng kia thì một cái gồng gọc lớn đằng kia. Cái ba lan để kéo lên. Và ở đây thì tất cả anh được thiết kế bằng thủ công nè cô bác của anh chị. Bằng những cây tre. Và ở đằng này thì có một cái máy motor hả anh Lâm? Tóc đó, mình cũng gửi cho người bạn thợ đó, người ta mua thành thơ cũng như mình nói là cái mình có yêu cầu là cái motor thì sao vậy đó, thì người ta có tiền đâu mua mình đó từ phế liệu luôn. Không phải à, cái Vĩnh Long cũng có rồi. Mình mua Cần Thơ á. Ồ, là chạy bằng điện luôn hả anh? Dạ. Thì cái việc mà anh làm như thế này là để cho máu nó lưu thông phải không anh Lâm? Như nó cũng như là tập gì có trị liệu, nó hồi phục cho mình dần dần vậy đó. Nó mồi cho mình cái động tác á. Ờ.
chứ hồi đó là giả tay lên được nha, hồi đó chỉ to to vậy mà. Đó về ồ, nó cũng ghê. Như là bộ xương vậy đó, cậu tưởng tượng trong bộ xương mà giả như thế nào. Là nó giống tay này luôn, nó hai tay là nó nằm ngay đơ sụi lơ luôn, nó không có cử động gì hết chứ. Mà lúc mà ở đi học công tập đó thì mình cố gắng vận động đó thì mình dòm dòm thấy có cái bữa đó thấy nó hơi nhức, cái mấy nhà bác sĩ đồ máng lên dòm thì quơ quơ thời gian đó thì nó hơi quơ được thôi. Rồi ai làm cái này cho anh? Thì nhà thợ, nói chung là nhà thợ rồi nhờ những tấm lòng hảo tâm đồ này nọ người ta góp lên từ từ chứ không phải là một cái ào lên nguyên một cái hệ thống dày. Hết nhiêu tiền à? Không có tổng cộng được. Tại vì nói chung là cái máy đó thì khoảng 30 mấy à. Dạ. Tổng cộng cái máy dưới không đó có 30 mấy, còn lên đây thì mình cần thêm cái mình xin cái có người ta muốn hỏi cần thêm gì không vậy đó thì mình xin là 1-2 cái vòng đọc vậy đó. Có cô ngoài kia kìa, cô cũng do nó cổ ủng hộ hoài vậy đó. Cô tiệm Mỹ Hiệp cô hỏi có cần làm gì thêm vậy đó, cái mình nói có cần mua 2 cái vòng đọc thì cổ mua thêm vậy đó. Còn cái vàng này là cái trường mầm non Mê Linh ở dưới đường Phạm Thái Bường cho. Dạ. Vườn cái vàng này là cái vườn này cũng dưới nhà này cũng trường Mê Linh cho cái nhà luôn. Ồ. Nhưng mà cái việc mà anh ý chí rất là lớn nên mới có dạ. thể phấn đấu vượt qua được. Dạ. Nhưng mà con không hiểu như là bà Chín thì năm nay 78 thôi. Dạ. Thì là bà là Chín làm công việc gì để nuôi anh Lâm? Bà bán lúc trước bà bán gạo ngoài chợ. Rồi sao giờ nuôi em Lâm thì bà về nhà bà mua gạo ngoài chợ chút đỉnh về. Không có khó nhiều. Ai ủng hộ thì bà bán ra ra thì sao chứ không có được bán nhiều được. Tại vì về quê rồi bây giờ người ta bán tràn lan. Đó, có bán rồi bà cũng chồng bà mới đi lấy thang rồi về bà trồng chuối trồng cây là toàn bộ bà trồng chuối không. Cái nhà này là bà cất hay sao vậy? Không, của trường Mê Linh hỗ trợ nhà TV tủ lạnh rồi luôn. TV tủ lạnh này luôn dạ, luôn với cái vàng này là của trường Mê Linh cho. Có người ta hỗ trợ không đấy chứ không phải của mình. Tất cả là trường Mê Linh bạn bè rồi trường Mê Linh rồi làm rồi xanh rồi toàn bộ là trường Mê Linh hảo tâm bên đây nữa. Bà móc nối nhà hảo tâm với bạn bè nhà hảo tâm ở đây người ta cũng cái người ta cho mình lắm. Năm 2014 đó là được nhà nước hỗ trợ chế độ cho người thường tập cho Lâm đó thì cô Chính mới được lúc đó mới được hỗ trợ. Anh Lâm trước đây là thiết kế nghĩ ra cái này là có ai đã nghĩ ra chưa hay là tự anh nghĩ ra luôn à? Tự nghĩ ra chứ có ai nghĩ ra. Ừ. Nói chung nó cũng đâu có gì thì mình nằm mình để người ta tập lấy dữ liệu đó thì người ta vận động sao thì mình tìm cách để mình cho cái máy nó chạy cho mình tương đối vậy đó. Mỗi ngày thì anh Lâm tập bao nhiêu lần? Nói chung là khoảng 3 lần sáng, trưa, chiều. Nhưng mà máng lên là mình tập vừa nghỉ à. Hoài vậy đó rồi nghỉ rồi tập. Vừa tập vừa nghỉ chứ không phải là mình tập hoài. Thôi thì dạ. Lần mình tập khoảng 2 tiếng rưỡi 3 tiếng là mình nghỉ mình đợt vậy đó. Ờ. Mình lật qua hay gì lên con hồi cái lật lại máng lên tiếp vậy đó. Có thể 4 lần nữa. Nếu mà cô Chính rảnh, vậy nói chung là vậy. Cái công việc này thì thật ra thì bằng cái ý chí của bà Chính, bằng cái là tình thương của bà Chính, bằng cái ý chí của anh Lâm thì mới có thể làm được. Và chắc có lẽ thì... Nói chung cũng phải có sự trợ giúp của gia đình, mọi dạ. người. Thì bà cũng mát rồi, nó mới tập được. Nói chung là có bạn bè, có hội này hội kia, cũng có nhà nước chứ không phải không có, nói chung là vậy. Công việc tắm rửa của anh Lâm là bà Chính lo hết luôn. Được sự yêu thương của mọi người, nói chung là vậy. Hỗ trợ... Có bữa đưa nó ra xe lăn ra hơi nắng luôn. Ồ. Chứ thật sự nếu mà giờ con Chính lo hết, con Chính lo không nổi đâu. Tấm lòng cao cả quá. Chắc có lẽ là anh Lâm ơi, anh có thể anh cho em xem một cái buổi tập vật lý trị liệu của anh ở tại nhà là như thế nào ha? Nói chung là tập nhiều lắm nha, nhưng mà mình nếu mà tập đại khái thôi. Dạ, tập đại khái thôi. Số động tác thôi. Dạ. Mở tắt đi. Tắt chưa? Cắt hút cái đoạn đó để máy. Không, để cho bà Chính máng coi luôn cái công việc của bà Chính máng. Ha, ha, sao ha, tạm giờ. Bỏ tay nè, bỏ cái đai chứ đi, cái đai đi. Đây là cái công việc hàng ngày của bà Chính làm cho Lâm nên là nữ là việc này thì bùi hộ. Một số thôi, một số dạ. Việc thế. Mình cũng làm hết được trong một cái thời gian dạ. Nên thành thử để cho bà Chính lo cho Lâm hết luôn á, bùi hộ không có xen vô. Mang tài dập phải không? Có rất là nhiều bài anh Lâm. Dạ. Ừ. Rồi cô mới vô dọn tập. Con xuống đấy vô dọn.
Hồi xưa nói chung là tôi tính không phải lọc bật cầu dao lên nó mới chạy, còn sau này thấy cũng khó lắm, tại vì nếu mà không tính thì chạy rồi mình không tập được. Nếu mà mình thấp hơn không cao đây là tiếng hồ cũng lâu lắm. Lâu sau này mới tạo ra cái việc này. Mắng thấp hơn mắng cao. Khi mà mình làm chạy thì mình khỏe hơn không? Mắng thấp, thấp. Giờ mắng cây tre chưa không? À, mắng gì tập chưa? Mắng cây tre luôn đi. Mắng cây tre thì mắng có định thấp thôi. Tại nó giả cao được nhưng mà giả cao thì không tốt. Phải biết phải nó mặc cái riết của nó mới được. Cái này nói chung thì khi mà tập thì nó dở cái lưng luôn đó, nhưng mà mắng cao đó. Rồi thấy cái lưng dây này móc từ nút nút đó. Nếu cố định cao lên thì móc cao lên. Nó cố định mắng thấp phải không? Nó cố định mắng thấp. Lên chút đi, lên chút đi. Lên một nấc đi. Lên. Con cũng hơi lớn tuổi rồi, bởi vậy làm hơi trọng hơn. Có cô mới được, không có đâu, nó đâu có làm được hết toàn bộ. Phải hỗ trợ cho nó. Nó là một cô là đâu, cô bán cái gì? Không có nó, không có cô, nó không có còn tới giờ phút này đó chứ. Nó khổ rồi. Hồi đầu lên mới khổ, cũng mới gặp tai nạn, mấy ông xỉn đông. Đông cái vô bệnh viện cũng 10 ngày đó. Tưởng đau tiêu luôn rồi đó. Sau đó là được chằng bẫy và ba cây, bốn cây tre. Bọc đại khái. Đại khái. Cột sát lại. Cột sát là tại cho chống. Cột sát là giả cái dọa. Tại cho chống. Là công tác là anh Lâm tự bập luôn hả? Chế từ cái gọi le của máy bơm nước á. Dạ. Hai cái cục đó, đó máy rồi. Bơm nước á, cũng như là trên bồn nó cạn xuống là tự nó bật cái rồi lên nó bơm á. Ừ. Thì cái này mình chế là mình tự kéo chứ. Thay vì nó chìm xuống thì nó gỉ xuống, còn này mình kéo. Anh Lâm thì phải được đắp cái lên không phải. Cái này chế lên nó mỏng mỏng á. Không sao chứ. Nhưng bật cái lưng lên á. Dạ. Nó không có bị cứng cái lưng. Còn mấy người liệt như mình nằm á, thời gian lâu là nó cứng lưng. Nó cứng luôn là nó giống như kiểu cây tre đó rồi. Là không có to được cái lưng, không có gặp được á. Nhưng mà dây đó thì anh làm cho anh khó chịu không anh Lâm? Không, không có chịu. Bình thường đó, nhưng cũng bình thường. Có hồi lúc đầu nó chưa quen da đó thì nó cắn, cũng cắn. Cái làm sao đó để kéo lên xe lăn thôi chứ đuổi mà có điện rồi đó, thay ga rồi à, nó dở lên, nó dở hỏng lên luôn. Dạ. Yeah. Giống như kiểu con cẩu mà dở con món hàng lên vậy đó. Oh. Rồi bỏ xuống. Rồi cũng như là mình lên xe lăn đó thì kéo hỏng lên, cái bắt đầu là rút cái giường ra rồi đút xe lăn vô hạ xuống vậy đó. Ở đây thì lúc mà anh tập là có bao nhiêu dây hoạt động? 6 dây hả? Đâu phải, mình muốn tập như tập à. Nói chung là nói chung tập như tập động tác nó khác. Mình tập chừng 3-4 cái vậy đó, không nghỉ một chút vậy đó. À. Có khi thì 5-10 cái vậy đó. Nói chung là tùy theo cái động tác. Anh máng hai cái tay lên để cho nó tự động được không anh? Được. Đâu rồi, rồi chứ.
Cái này thì cái lưng nếu mà muốn dở cao lên thì móc lên thôi chứ không có gì. Muốn dở lưng, dở động tác lưng nè. Dở, 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 dở máy che lên nè. Thôi được rồi, cái tay đi, cái tay đi. Là à, phải đẩy cái à, cái và anh có thể nghĩ ra làm cho mình một cái đó là sơn Honda. Honda mà cái dạng sơn lộn á, người ta sơn coi như là người ta không xài nữa rồi mình mua của người ta lộn lại á, cũng như xài qua rồi đó. Dạ. Giống như kiểu mà hàng ta chế vậy, nó rẻ hơn cái loại mà sơn kia mới, sơn lộn đó, nói chung là sơn lộn. À, để cái sợi vải này cho nó mềm cánh tay. Đó, bên. Bên đó thì bật công tắc ở ngoài kia hả? À, kéo nè. Kéo. À. Rồi le nằm dưới cái ghế đó. Chỗ cái ghế. Ồ. Chỗ ghim điện á. Quên. Để kéo cho tao. Người ta nói thì trong cái khó nó sẽ có cái khó của mà anh. Làm trong cái nói chung thì mình cũng ráng thôi, nói chung cái là vậy. Cái giây phút mà khó thấy cô chăm sóc cũng cực khổ quá rồi, vậy cái làm gì làm cũng ráng. Nó đầu nó suy nghĩ, nó đòi làm rồi cô nói trời đã không tiền. Không biết làm có sao được không? Làm có được không rồi? Có tiền nó chết luôn nữa. Rồi nó nói cô làm đi chứ mướn tập 1 tháng 2.8 mướn liên tục mấy năm. Thì nếu mà vật lý trị liệu lại anh tiếng đồng hồ làm 100 ngàn rồi sao chịu nổi? Rồi thấy con mới thấy rồi chứ. Hết mình, rồi, mình nếu mà đi mình vận động đó là phải 7-8 tiếng một ngày, nếu mà vận động thì đều 7-8 tiếng một ngày chứ đâu phải, nhưng ít quá đâu có đạt tiêu chuẩn của cái cơ thể mình nó chạy được. Rồi sau này làm được máy tay chân nó mới hồng hào ra đó. Yeah. Lúc kia là cái chân nó xuống dưới cái bàn là nó bị teo, nó không có nổi gân. Cái lắm. Máy này cái nó mới nổi gân lên đó chứ. Dạ. Rồi cái lông chân rồi nó mọc ra luôn. Chứ không thôi lúc kia là nó teo luôn mà. Teo cái chân lại luôn. Thôi rồi máu nó chạy xuống hồng hào. Chứ lúc kia cũng như là nó đen, cũng như mấy người mà bị sơ gan rồi sắp chết vậy đó. Nó đang thua. Rồi thôi được rồi, cứ nắng được bao nhiêu bài được rồi. Làm ơi. Bà chứ ở đâu rồi? Con ở Đồng Tháp đó bà chích. Rồi từ những cái cọng vải đơn giản nhặt từ những cái dây đơn giản ở nhà thôi. Hồi muốn lên xe lăn thì lấy cái đai này ấy ngang đây rồi cây tre đó cái móc cái nồi kia đó lên hai cái giò nó cái bắt đầu quay cái lan này giật nó cao lên cái rút cái giường này ra cái đưa nó xe lăn vô là hạ xuống bà làm gì mới được chứ bà đâu có ôm nó qua cái xe lăn nổi. Rồi để cho ông nội ở xe lăn phơi nắng. Gần đây nói chung là gần đây nó mới có tiến bộ thêm khá đó. Rồi bạn bè đâu trong công ty hồi xưa đồ bạn bè học chung lớp rồi đó mới hứa là sao sẽ hỗ trợ cho mình chiếc xe lăn điện để chạy ra ngoài. Thì có xe lăn điện rồi hả? Chưa. Cái này xe lăn chưa. Còn cần chiếc xe lăn điện ha. Dạ, xe lăn điện mà bạn hứa rồi. Bạn về thăm hứa. Nhưng mà đợt này cũng ít quá. Mọi chuyện mới chậm lại thôi. Chờ cho nó yên ổn về thành phố đó. Nói chung xe lăn nó cũng phải trên thành phố chuyển xuống. Thì đợi nó im xuống mới được. Rồi bà Chính nấu ăn cho anh Lâm luôn lúc ăn nha. Tự là lo hết chứ nó ăn. Ồ. Cha mẹ nó mất hết trơn rồi. Mất luôn. Mất hết trơn rồi. Cha nó mất hồi năm 14. Còn mẹ nó mất năm ngoái nè. Nhưng mà chia tay không có. Lúc chia tay là lúc nó mới 3 tuổi. Biết mà cái giò của anh nó bị cấn cái dây quá không phải hơn cái đó là do ban đêm đập qua. Dạ.
Hôm nay á, thì đến đây thì con mới thấy được cái nỗi khổ vất vả của bà Chính, mới thấy được cái nghị lực sinh tồn của anh Lâm nè. Và đối với anh Lâm thì cái việc mà anh tự một người bình thường khỏe mạnh ra thôi mà suy nghĩ cái gồng gọc này để mà cho vận động cho một cái người con của mình hay là người nào cũng đi, cháu hay người gì đó thì đã rất là khó rồi, hoặc là cho một người nào đó rất là khó. Nhưng mà đối với bản thân của anh Lâm á, thì anh có thể tự suy nghĩ ra, tự thiết kế cho mình ở trong cái này để anh có thể duy trì cái cuộc sống sinh tồn của mình. Mà đến nay thì từ cái thời điểm mà xảy ra tai nạn đến nay thì nó cũng đã mười mấy năm rồi. Nhưng mà thấy hôm nay thấy cái máy nó đang nóng quá, cái nó đứng luôn rồi cô bác của anh chị. Thật ra thì nhờ của bà Chính, có tình thương yêu của bà Chính mà anh Lâm có thêm một cái nghị lực sống. Và anh Lâm thì ở trong mình nó có một cái ý chí sinh tồn nữa. Nên thành nữ là anh có mới thể duy trì sự sống mình được đến ngày hôm nay, từ ngày xảy ra tai nạn. Chứ gặp nhiều người mà không có ý chí sinh tồn mà tập luyện giống như anh Lâm về này á, thì cơ thể nó mau đi xuống lắm. Đúng rồi, người ta cũng nói ông đó lượt chứ nó hút ta chân. Hôm nay đến đây là muốn tìm đến đây thì để giới thiệu cho cô bác quý anh chị biết là anh Lâm là ở địa chỉ là ở khóm 1 phường 4 191/1 khóm 1 phường 4 thành phố Vĩnh Long. Của tỉnh Vĩnh Long. Thì hỏi anh Lâm thì cô bác quý anh chị có muốn giúp đỡ thì có thể trực tiếp lại đây để mà coi về cái hoàn cảnh của gia đình anh Lâm. Của anh Lâm với lại người cô của mình. Anh Lâm ơi, thì hôm nay em đến đây đó thì không có gì, chỉ có cái chút cái tấm lòng nhỏ thôi. Thì để em gửi cho bà Chính, thay mặt cho cô Huệ là Việt Kiều ở Bỉ, gửi cho bà Chính một cái số tiền nho nhỏ để bà Chính trang trải trong cuộc sống, cũng như hỗ trợ tiếp với anh Lâm một phần nào. Ha, cái này con gửi cho bà. Anh còn con để cho dầu ngoài kia đó. Với đây là có một cái chai dầu của một cái cô là Mạnh Thường Quân ở Việt Kiều ở Sydney, Úc á, gửi cho con chai dầu. Thì chai dầu này giúp cho bà xoa bóp những khi nhức mỏi với bà Chính hay là đau bụng gì đó. Thì bà xoa bóp đó, thì con có một thay mặt cho Mạnh Thường Quân là cô Huệ ở Bỉ, gửi cho bà số tiền 500.000 đồng. Với lại một Mạnh Thường Quân vô tên ở Úc gửi cho bà ha. Cô cũng thay lời đại diện cho gia đình của Lâm xin có đôi lời cảm ơn cô ở Bỉ, cô Huệ ở Bỉ và cô ở Úc. Và cô cầu chúc gia đình ở bên nước ngoài được bình yên, dồi dào sức khỏe và làm ăn tiến lên, gặp nhiều may mắn ở quê xa. Cô gặp bà Chính năm nay 78 tuổi mà mình nhìn còn khỏe mạnh hồng hào. Tại bà vận động làm cho nó hoài cháu ơi. Thử ra bà cũng mệt mỏi lắm nhưng mà bây giờ bỏ nó đâu có được. Nên bà cố gắng mà cho nó phục hồi được tới đâu hay tới đó, để sau này bà ra đi rồi không còn ai giúp cho nó được như bà đâu. Thôi con chúc bà sức khỏe nha. Dạ, cảm ơn cháu luôn nha cháu. Dạ. Gặp cháu cũng dồi dào sức khỏe, gia đình gặp may mắn nè cháu. Dạ, con chúc bà sức khỏe. Thôi anh Lâm ơi, cố gắng nha. Anh cũng đã cố gắng rất là nhiều rồi. Thì hôm nay thì anh em gửi lời chúc đến anh sức khỏe, luôn có cố gắng nghị lực trong cái cuộc sống của mình để vượt qua những khó khăn trong cái hành trình tìm lại một cái giống như một mong một ngày nào đó có một cái phép màu, tìm lại một giống như một người khỏe mạnh bình thường ha anh ha. Dạ, Lâm cảm ơn. Cảm ơn đi. Lâm cũng không biết nói gì hơn là gửi đến mọi người là cảm ơn, cũng như là cô Huệ ở Bỉ, một người nhà hảo tâm ở Úc đó. Và cũng cảm ơn mọi người, những tấm lòng hảo tâm đã luôn ủng hộ giúp đỡ Lâm trong suốt thời gian qua, chung sức chung tay với cô Chính, với chính quyền đồ này nọ để mà để cho Lâm có cơ hội để phấn đấu. Ngày nay thì Lâm chỉ xin gửi lời cảm ơn đến mọi người, chúc mọi người có một cuộc sống an lành, hạnh phúc, vui vẻ và luôn luôn là thăng tiến trong cuộc sống luôn. Thôi được rồi, chúc sức khỏe nha.
Thôi có chút ở trời, bà Chính không dạ.